Hello anh em nhá. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9, là ngày thứ năm. Thì hôm nay sẽ có một số event mới sau đây, tôi sẽ review cho anh em nhé. Thì như hôm qua thì cái bản update thì anh em đã có thể chơi được cái event Autumn Fair một cách bình thường rồi. Anh em cố gắng đô top để nhận nhiều phần thưởng nhé. Như ở đây của tôi thì khả năng là được top 1 rồi, tôi cũng còn khá nhiều xuất sắc. Thì hôm nay là event xuất sắc nha anh em nhé. Anh em cố gắng để ý event tránh bị nhầm. Hôm qua là cái event đây, Dash này là phi tiêu nhá. Rồi, mai thì khả năng là cái event này. Đây thì chưa thấy 300 cái gian bát triple này cũng được. Quay này thì cũng ok đấy. Tôi đổi con lửa này. Thì mai tôi sẽ quay cái vòng quay này em nhé. Ở đây có Super Fair Token để quay cái vòng quay lớn ở đây. Nhưng con lửa này thì tôi cũng không thích lắm. Để tôi xem có con gì hay ho hơn, hoặc là có cái mảnh gian sâu thì tôi sẽ thích lấy hơn. Còn cái mảnh gian sách này thì nói chung ngày nào cũng có nên cũng không phải hiếm lắm. Đây, như tôi sẽ quay cho anh em một chút. Đấy, event này có tận 3 cột mốc để có clan coin cũng khá là dễ. Anh em có thể kiếm được khá nhiều clan coin. Như anh em vào vị trí này nhá, anh em sẽ dùng lucky coin này. Anh em vào vị trí đây, thế là mình tiết kiệm được 6 nước rồi. Nhưng mà cái quan trọng là anh em phải có cái token vàng đấy. Cái token vàng ở đấy thì mình sẽ quay hên xui ra nó. Anh em cách 6 ô ở đây này, 5 ô ở đây này đều dùng được. Ở ô này thì là 3 nhá. Anh em nhớ có 3 5 6, kể cả O2 ở đây mình cũng dùng vẫn được, mình vẫn được tính là dùng một xúc sắc mà anh em. Đấy, đấy là một số mẹo chơi cái event xúc sắc. Cái event quay vòng quay token này thì cứ vòng quay nào nhiều đồ thì anh em quay thôi. Như tôi thì sẽ đợi mai để kiếm xem có gian sâu không thì quay. Rồi đây nhiệm vụ hôm nay thì cũng còn khoảng hơn 3 ngày nữa thôi, anh em cố gắng làm nốt để nhận phần quà cho mình nhé. Đây mấy cái nhiệm vụ bia token này, nhiệm vụ thứ hai thì khó này. Cái nhiệm vụ đầu tiên thì login thì dễ rồi, thứ hai khó, nếu mà không nạp thì cũng không làm được. Tôi chỉ nói những cái nhiệm vụ nào mà anh em chơi free thì có thể làm được thôi nhá. Cái nhiệm vụ này thì nói chung là nâng tướng thì khá là khoai, 3 con 10 mà chỉ là có 410 gấu này tôi nghĩ là cũng không không nên lấy. Đợi lần sau mà có nhiệm vụ dễ để lấy gian sâu thì lấy. Đây cũng không làm được, nói chung 3 cột đầu thì không làm được rồi, có mỗi cái này làm được thôi. Đến dòng thứ hai dùng phi tiêu để đổi phi tiêu, cái này thì cũng chung là cũng khó anh em ạ, cũng khả năng là không ăn được. Cái tiêu game này thì cũng không có, không làm được đâu. Đây không, cái này tiêu gold thì có thể làm được, cái này tiêu 500 triệu thì tôi còn thiếu 17 triệu nữa tôi là hoàn thành rồi. Đây là kiếm cái vé này. Nhiệm vụ này thì nâng gian sâu thì dễ rồi nhá. Nhiệm vụ cuối cùng một hết thì dễ rồi. Đấy anh em cố gắng làm nhiệm vụ vào đây đổi shop. Như có tôi cái bia token này thì có thể là tôi sẽ đợi 1.000 năm để tôi mua cái hòm át này. Hoặc là nếu mà không đủ thì tôi sẽ mua cái hòm hên xui này cũng được. Hôm này cũng ok đấy. Không, nếu mà không đủ 1.000 năm thì tôi sẽ mua cái hòm đấy quay hên xui. Còn về phần dưới thì tôi đã mua cái Medium Ester Chest Pack này. Anh em nào mà chưa mắc sách thì mua cái hòm này để lấy sách này. Hòm nhỏ thì cũng có sách đó, cho anh em mới chơi khá là ok. Ở đây thì có mấy cái hòm có bình mana này, à cái bình để nâng dây chuyền anh em nhé. Anh em cố gắng làm một chút để lấy cái bình này. Tại vì sau ấy, đây tôi sẽ nói event ngày mai thì là Fury rồi, Fury có Scarlet rồi này. Xong ngày mai thì có mấy ba con tướng mạnh này, khá là ok cho anh em mới chơi đấy. Amintola thì nó yếu không cần. 6 ngày nữa là có passive nâng Jhin Ho nhá. Tuần sau là có event dây chuyền anh em này.
Event dây chuyền con tướng là Tali nha. Ở đây cả dây mana nữa, đó là màu xanh lá. Thì ví dụ như một số tướng như là Batiste này, Amuto này, hay là con Luke này đều dùng ngon em ấy nhá. Thì cố gắng mình kiếm đủ một vòng. Như tôi thì hiện tại mình có 30.000 bình xanh nên cũng đang có suy nghĩ chắc là phải nạp rồi thì mới ăn được. Event này thì có 3 tip, nếu mà anh em skip cái hòm red mỗi ngày 3 lần thì ăn được. Con này 3 tip thì anh em mới chơi nên lấy, tại vì nó rất khỏe từ đầu game cho đến cuối game. IV lấy cũng ok, cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tôi thấy là 3 tip là khó kiếm hơn nên là anh em nên lấy 3 tip hơn. Nó sẽ tốn tầm khoảng skip red mỗi ngày tầm 2.500 nhân 7, nó vào khoảng 2.000 khoảng gần 1.700 game rồi đấy, khoảng khoảng đấy. Còn cái cuối cùng là Precious Game, thì anh em nào mới chơi chơi mắc sách thì mua Clan Coin, còn của tôi sẽ mua cái bình mana này quay nâng dây chuyền đợt tới, tại vì đợt tới dây mana khá là ngon đấy. Rồi thì hiện tại hôm qua cũng đã fix xong một số event ở đây rồi. Tôi thì sáng nay cũng vừa mới đánh xong tournament rồi. Nói chung mùa này cũng tạm tạm ổn. Ở đây thì cũng có nhiều anh em chưa đánh. 3.000 năm hôm nay tôi bị thua một ván. Hôm qua là xếp thứ 17. Mong là hôm nay sẽ xếp thứ khoảng 15 để ăn cái hồng đồ. 10 10 thì hơi khó, tại vì ở đây toàn mấy anh em điểm cao lắm rồi và thủ cũng ngon. Tôi hôm nay toàn bị thua mấy anh em mà có con cú mới, con Âu phe giờ ấy, khá là con đấy, khá là khoai để mà đánh nó đấy. Ở đây thì bảng của tôi cũng khoai, tại vì có nhiều người có con cú ấy đây, nhưng mấy người này có con cú này rất khó đánh luôn. 25.000 đánh con này gần như nó cứ hồi máu ấy, bàn nó lại xấu anh ơi, không ăn thua. Nhìn chung là hôm nay tour thứ ba rồi, cố gắng giữ ở Landmark 1 để sắp tới mùa 4 rồi có cái cờ cho từng tím anh em nhé. Từng tím này nâng khá là nhiều chỉ số artifact lại 25%. Đó, ngon. Rồi, thì hôm nay tôi đã review qua một số event mới, đặc biệt là event dây chuyền tuần tới. Còn phe event phe event này thì anh em cố gắng hoàn thành tối đa nhé để nhận được nhiều hồng đồ. Chúc anh em một tuần vui vẻ nha. Xin chào.